chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của mình nhé. Hiện nay mình đang ngay giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Mình đang muốn đi quay cho các bạn xem một vị trí của một cái quán cà phê, view ruộng rất là đẹp các bạn nhé. Quay cho các bạn xem từng góc cảnh nhé. Rất đơn sơ mà view cảnh rất đẹp, cái ruộng luôn nhé. Cho nên cái quán cà phê này được mang tên là cà phê ruộng, hay là ruộng cà phê ấy. Xin chào các bạn này. Tên mình đây. Ngon lắm, cà phê ngon lắm. Đây, cà phê. Cà phê ruộng. Rồi, video mình đến đây xin kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.